Theo Văn phòng Bộ Công an, sau 2 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán Canh Tí năm 2020, cả nước đã xảy ra 57 vụ tai nạn giao thông, khiến 40 người thiệt mạng và 34 người bị thương. Mặc dù vậy thì so với cùng kỳ của Tết Nguyên đán năm 2019, tai nạn giao thông đã giảm 30% ở cả 3 tiêu chí. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương thường xuyên liên tục kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến giao thông trong các ngày Tết.